Chào các bạn khán giả của Xin Chào Búp Chì. Các bạn đã ngồi trước màn hình TV cùng tụi tớ xem Xin Chào Búp Chì chưa nào? Tớ nhớ gia đình Búp lắm rồi. Không biết hôm nay gia đình Búp sẽ chơi trò gì nhỉ? Các anh em nhà Búp thường rất hay chơi với nhau. Không biết họ có nhiều bạn không nhỉ? Tớ nghĩ gia đình Búp cũng có bạn bè đấy. Và không biết nếu một trong số các anh nhà Búp cứ mãi chơi với các bạn thì sẽ như thế nào? Chúng ta cùng xem tập phim này ngay thôi, vì tập này Búp Chì sẽ làm quen với nhiều bạn mới đó. Tập phim Chúng Tớ Là Búp Chì. Tuyệt quá mọi người ơi, em được mời đi dự buổi họp mặt của hội những Búp Chì thông thái. Ở đó sẽ hội tụ toàn những Búp Chì thông minh tài giỏi giống em. Chắc chắn em sẽ học hỏi được rất nhiều điều cho mà xem. Em đi đây. Mọi người ơi, ôi thật là trên cả tuyệt vời. Lâu lắm rồi em mới gặp được nhiều Búp Chì giống em như vậy. Búp Chì ông, Búp Chì chị, Búp Chì hoa, Búp Chì kẻ sọc. Tất cả bọn họ đều tài giỏi cả. Búp Chì bác học thì am hiểu mọi lĩnh vực, từ vật lý, hóa học đến thiên văn khảo cổ. Búp Chì họa sĩ thì chỉ cần phất cọ một nhát là có ngay một bức tranh tuyệt tác không gì đẹp bằng. Còn Búp Chì văn nghệ thì có thể chơi được tất cả mọi nhạc cụ. Và anh ấy còn có một giọng ca opera vô cùng tuyệt diệu nữa. Nghe vui quá nhỉ. À, anh Búp Chì ăn thử món em nấu đi, ngon lắm đó. Không, anh không ăn đâu. Anh còn phải đi chuẩn bị cho buổi hẹn tới nữa. Lần này anh sẽ trình bày các phát minh của mình cho mọi người coi. Nhất định là những Búp Chì khác sẽ thấy ngưỡng mộ anh lắm đó. Lại còn đi một buổi nữa à. Búp Chì, tụi mình tập nhạc đi. Anh cần chuẩn bị cho cuộc thi. Búp Chì ơi, sửa cho xanh cái máy bay đi. Máy bay của xanh bị hư rồi. Em không có thời gian đâu. Em phải đi bây giờ. Búp Chì ơi, ăn kẹo không? Kẹo ngon lắm đó. Hồi trưa xanh đã thấy một con gián bự lắm đang ăn cái kẹo này. Xanh đã phải chiến đấu với con gián dữ lắm mới giành lại được cái kẹo đó. Anh Búp Chì. Búp Chì thích cái lũ Búp Chì của Búp Chì nên quên tụi mình rồi. Không, Xanh không chịu đâu. Xanh muốn Búp Chì chơi với Xanh cơ. Chơi cái gì nữa mà chơi. Lần này về chắc chắn Búp Chì sẽ xách vali đi luôn đó. Anh Búp Chì ơi, anh đừng đi mà. Phải mà tụi mình cũng giống như những cây Búp Chì khác thì chắc anh Búp Chì sẽ ở lại với tụi mình. Mọi người ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Em đang vẽ tranh để mô tả lại vẻ đẹp của phong cảnh. Mà còn mọc bằng 2, mọc với mọc là 11. Mọc thì chỉ là số 1, không phải là số 2. Tức là chỉ có mọc, không có nhiều hơn. Số 1. Anh Đỏ đang làm gì vậy? Âm thanh to khủng bố, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Đi bộ là rất có lợi cho sức khỏe. Đi bộ giúp khỏe chân, tắc mồ hôi, tăng nhịp đập con tim. Tủ lạnh là cái máy làm lạnh. Tủ lạnh có thể chứa được nhiều loại đồ ăn mềm, cứng, đặc, nhão. Vàng ơi, có gì ăn không? Em chẳng nói gì ăn cả, em còn đang bận vẽ tranh. À, em có vẽ đầy đủ các món ăn đây nè. Vàng, sao lại không nấu ăn? Cả nhà đói bụng thì phải làm sao đây? Đói bụng là rất nguy hiểm, đói bụng có thể khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, chóng mặt, buồn tai, chán ngán. Ngoài ra, đói bụng còn những vấn đề dụng. Mọi người thôi hết đi. Sao mọi người lại cư xử kỳ quặc như vậy chứ? Vàng có bao giờ vẽ tranh đâu. Anh Xanh thì toàn nói những lời khó hiểu. Cả anh Đỏ nữa. Sao lại cứ hát hò kỳ lạ vậy chứ? Kỳ lạ gì chứ? Tụi anh chỉ làm giống như người bạn Búp Chì khác của em thôi. Hả? Những người bạn Búp Chì của anh đều thông minh, tài giỏi, nên anh Búp Chì không thích em.
anh xanh và anh đỏ nữa. Xanh muốn giống như Bút Chì, để Bút Chì luôn luôn chơi với xanh. Đi thôi, mặc kệ Bút Chì, Bút Chì không còn thích tụi mình nữa đâu. Hả, anh đỏ? Hả, mọi người? Hả? Hả? Bạn được mời tới dự họp mặt của hội anh em nhà Bút được tổ chức tại vườn. Chào mừng mọi người đã đến với buổi họp mặt hội anh em nhà Bút ngày hôm nay. Buổi họp mặt sẽ bao gồm nhiều hoạt động thú vị như tiệc nhẹ ngoài trời, chơi bóng, thả diều. Đặc biệt còn có cả dàn karaoke hi-fi nữa. Thế còn hội những Bút Chì thông thái của em thì sao? Em chẳng cần hội những Bút Chì thông thái nữa. Em thích anh đỏ, anh xanh và em vàng của em hơn. Mình cùng chơi nhé. Cuối cùng thì gia đình vẫn là những người bạn tốt nhất. Và Bút Chì đã trở về với gia đình của mình rồi. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh Bút Chì rồi. Nhưng cậu có biết là cây bút chì chúng ta sử dụng có lịch sử ra đời rất thú vị đấy. Bí mật của những chiếc bút chì. Bút chì là vật dụng rất quen thuộc với chúng mình. Bút chì làm được rất nhiều việc nhé. Bút chì đen giúp chúng mình rèn chữ khi còn nhỏ. Bút chì màu có thể làm nên những bức tranh đầy màu sắc. Đôi khi mẹ cũng hay dùng bút chì trang điểm để trở nên xinh đẹp hơn. Vậy bút chì có nguồn gốc ra đời thế nào nhỉ? Vào những năm 1564, ở đất nước Anh, người ta đã sử dụng những cục than graphit để viết vì than tạo ra những nét chữ đen, đậm và lâu phai. Nhưng những mẫu than rất mềm và thật dễ gãy. Thế là họ nghĩ ra cách bọc than trong giấy để mẫu than được bền hơn. Sau đó, họ nghĩ ra cho mẫu than một chiếc vỏ cứng cáp hơn, đó là những thanh gỗ rỗng. Vậy là cây bút chì gỗ đầu tiên ra đời. Hay quá, tớ đã biết thêm nhiều điều mới mẻ về cây bút chì, vốn rất quen thuộc với chúng ta rồi. Tớ sẽ kể cho các bạn trong lớp nghe, các bạn sẽ rất thích. Các bạn nhớ đón xem Xin Chào Bút Chì phát sóng lúc 17h20 thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mã chi tiết vui lòng truy cập vào website www.xinchaobutchi.com. Còn bây giờ Pin, Papa, xin chào và hẹn gặp lại.